Thúy xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình VTV TV đến với chương trình talk show y khoa tổng hợp của trường Đại học Đông y Châm Cứu, Fibrenger University, với buổi trò chuyện với bác sĩ Phú. Kính chào bác sĩ Phú và mời bác sĩ gửi lời chào thân ái với khán giả VTV TV. Dạ, tôi là bác sĩ truyền hình và Châm Cứu Trần Quốc Phú. Kính chào quý vị khán giả VTV TV. Chào chị Thanh Thúy. Lần trước các bác sĩ mình có nói về cái bệnh tai biến mạch máu não. Bác sĩ có thể tóm lược sơ lược về cái căn bệnh này như thế nào không ạ? Cảm ơn chị Thanh Thúy đã đặt câu hỏi. Thì lần trước mình có nói sơ về bệnh tai biến mạch máu não, tuy nhiên mình không có thời gian để nói hết. Hôm nay mình sẽ tiếp tục. Nhưng mà trước khi nói tiếp thì nói sơ qua, tóm lược qua những cái gì mình đã nói qua tuần vừa rồi. Thì cái bệnh tai biến mạch máu não là một cái bệnh, lý do lớn thứ ba đưa đến cái tử vong ở Mỹ này, sau bệnh tim và bệnh người ta chết vì ung thư. Theo thống kê cho biết, trên nước Mỹ hàng năm thì có khoảng 140.000 người chết về bị bệnh tai biến, và cứ 40 giây thì có một người bị bệnh tai biến mạch máu não này. Và người ta thấy rằng có khoảng 795.000 người bị bệnh tai biến mạch máu não trong một năm. Và thường thường cái độ tuổi mà bị tai biến, thường thường các bác lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên, hết 3/4. Và cái chi tiêu cho cái bệnh tai biến thì một năm khoảng 43 tỷ. Cái lý do cái não bộ mình nó rất là quan trọng, nó điều khiển tất cả những sự hoạt động trong cơ thể của mình. Và não bộ mình hoạt động được phải nhờ có máu lên đầu được. Máu sẽ đem dinh dưỡng và khí oxy để nuôi não bộ. Mà không may một lý do nào đó làm cho những cái động mạch bị nghẹt, hay là làm cho cái động mạch bị vỡ ra, thì người ta đó nói là mình đang bị tai biến mạch máu não. Thì nói sơ cái về cái triệu chứng của nó đó, thì mình sẽ thấy những người bị tai biến thường thường có những triệu chứng như là cảm giác tự nhiên mình bị nhức đầu dữ dội, hay là cái tay chân mình nó bị yếu đi, hay là bị tê tay, tê nửa người, miệng nói không thành câu, hay là mình uống nước vào nước chảy ra ngoài, hay là nhiều khi miệng mình bị méo, hay là lưỡi mình bị cứng đơ lại, hay có những người bị buồn nôn, hay là có những người mà bị tai biến mà nặng quá nhiều khi có thể đưa đến cái ngất xỉu, bị coi như là ngất xỉu, hay là có nhiều khi nặng hơn nữa có thể đưa đến tử vong. Thưa bác sĩ, thì Thanh Thúy biết là bệnh tai biến mạch máu não thì xảy ra cho người lớn tuổi nhiều hơn. Nhưng mà theo cái thực tế của Thanh Thúy biết á, chính em gái của Thanh Thúy si có 16 tuổi thôi mà miệng si bị không biết sáng thức dậy miệng si bị méo và mắt bị sệ, có phải là bị minor stroke nhẹ không bác sĩ? Ồ, cái đó không chưa hẳn là có tai biến đâu. Có thể đó là một cái bệnh gọi là Bell palsy đó, bệnh tiếng Việt gọi là bệnh trúng phong méo miệng méo mặt đó. Có thể là hôm nào một thời gian nào đó thì tôi sẽ nói đến cái bệnh này. Và thường thường cái bệnh mà Bell palsy nhiều khi có thể xảy ra những em bé cái độ tuổi tưởng là từ mười mấy đến 20 tuổi. Tuy nhiên cái tai biến đó thì nó có thể xảy ra bất cứ tuổi nào. Nó có thể xảy ra các bác lớn tuổi thì thấy nhiều hơn, tuy nhiên những người trẻ tuổi cũng bị nữa, thưa chị Thanh Thúy. Thì để hôm nào mình có thời gian mình sẽ nói thêm cái bệnh mà Bell palsy này, rồi làm sao để mình phân biệt giữa cái tai biến và cái Bell palsy. Cái ngày cái bệnh này cũng liên quan với hệ thống thần kinh đúng không ạ? Đúng rồi, những cái bệnh Bell palsy thì nó liên quan đến cái thần kinh, mà cái này do thần kinh sọ, cái cranial nerve, cái thần kinh sọ, cái facial nerve, mà cái thần kinh sọ số 7 đó, nó điều khiển cái mặt của mình á, thì somehow thì cái này nó bị liệt đi, hay là nó không có hoạt động được, thì nó đưa đến cái Bell palsy. Để vào chi tiết hơn nữa thì tôi hứa là một lần nào đó mình sẽ nói về cái bệnh này. Thì bác sĩ có thể chia sẻ với khán giả là động mạch của mình bị tắc nghẽn, nguyên nhân chính là gì bác sĩ ha? Có rất là nhiều cái lý do đưa đến cái tai biến. Nói đến cái động mạch mà bị tắc nghẽn đó thì phần đông thì nhiều khi có những quý vị mà mắc cái bệnh tiền sử bệnh lý như là bệnh tiểu đường, hay bị cholesterol cao, hay là có những người uống thuốc, hút thuốc nhiều, hay là uống rượu nhiều quá, hay là có những người bị béo phì, hay là có những người không có exercise, tập thể dục. Mình nên nhớ là cái động mạch của mình là máu luôn luôn được lưu thông đều trong đó, chạy đều trong đó. Và nhiều khi, đặc biệt có những quý vị mà bị tiểu đường đó, thì nó làm xơ cứng thành động mạch. Và khi thành động mạch mình bị xơ cứng thì lâu ngày quá nó sẽ hẹp thành động mạch lại và máu không lưu thông vào được. Đó có thể đưa đến cái tai biến. Hay là có những quý vị mà thí dụ như hút thuốc nhiều. Hút thuốc nhiều đó thì thường thường nó tạo ra trong cơ thể mình nó tạo ra những cái free radical, những cái nguyên tử tự do, và những cái nguyên tử tự do này nó sẽ bám vào thành động mạch và nó làm xơ thành động mạch đi. Và khi thành động mạch mình bị xơ đó thì máu nó chạy xuyên qua đó đấy, hay là cholesterol nó đi qua đó thì nó dễ bám vào, và khi nó bám vào như vậy thì lâu ngày quá thì nó làm cứng thành động mạch và nó hẹp thành động mạch lại, và từ đó cũng có thể đưa đến cái tai biến.
hay là có những quý vị mà uống rượu, hay là có những quý vị mà bị như bệnh béo phì, mà đặc biệt cholesterol cao quá, và đó cũng có cholesterol cao mà nó cũng có thể là làm cho cái thành động mạch mình bị nghẹt lại hay bị xơ cứng lại, và từ đó cũng có thể đưa đến tai biến. Những người mà có bị high cholesterol cao là nguy cơ rất là cao bị tai biến mạch máu não. Mà có những cái cholesterol thì nghe cũng nói là rất là good cho... Đúng rồi, cholesterol mình có những cái chất kia là LDL với HDL. Thì cái LDL là cái cholesterol xấu và cái HDL là cái cholesterol tốt. Có nghĩa là cái cơ thể mình, nếu mà mình cái lượng HDL cao đó thì cái đó nó tốt, bởi vì nó sẽ giúp cho mình đốt những cái cholesterol trong cơ thể của mình. Và nếu mà cái chất LDL mà mình nó cao quá đó thì cái LDL là cái nó là một cái hợp chất, một cái cholesterol mà nó làm cho cơ thể mình dự trữ cái cholesterol. Thành thử những người mà cái HDL cao thì nó sẽ tốt cho tim mạch mình hơn, và những người mà LDL cao quá thì dễ bị nguy cơ bị tai biến hay là bị bệnh tim. Những chất nào, mình thức ăn nào mà mình biết đó là cholesterol good và cholesterol dạ, not good? Thường thường đó, thường thường những cái cholesterol, cái HDL mà muốn mà có được cái HDL tốt đó, thường thường người ta khuyến khích mình nên ăn cá nhiều. Bởi vì ăn cá nó có giàu, có rất là nhiều chất omega 3, hay là nó giúp cho gia tăng cái HDL. Hay là có những người khuyên mình nên ăn cái flaxseed oil đó, cái chất dầu mà cái là dầu hướng dương hả, hay là mình nên ăn những cái dầu olive thì nó tốt. Mà trong khi đó mà cái những chất béo mà béo động vật đó, những cái con động vật đó thì thường thường nó cho ra nhiều cái chất LDL hơn, hay là những cái đồ seafood như là tôm cua thì nó có rất là nhiều cái cholesterol xấu thưa chị. Có phải cholesterol thành phần chính là mỡ không bác sĩ? Cholesterol là nó một cái dạng, mình có thể là nó là một cái dạng, cũng là thực sự nó là cholesterol, thành phần cholesterol, mỡ là khác nữa, mà cholesterol là một thành phần khác nữa. Cholesterol nó rất là quan trọng. Mình nói nhiều khi mình nói xấu cholesterol, thực sự cholesterol nó cần trong cơ thể của mình để làm gì? Để nó tạo ra những cái hormone, hay là nó tạo ra cái vitamin D cho mình nữa, hay là nó giúp cho mình làm cái tạo ra cái màng tế bào hay là não bộ của mình, cái óc của mình đó, cái tế bào não đó cần có cholesterol để nó hoạt động nữa. Có nghĩa là mình cũng cần có những cái cholesterol bad nữa đúng không ạ? Đúng, mình phải cần có cái cholesterol trong cơ thể của mình. Tuy nhiên cái cholesterol mà nhiều khi mình cao quá thì cũng không có tốt. Mình chỉ để một cái level vừa thôi, vừa phải thôi. Và phần đông thì mình cần phải có nó. Bởi vì nhiều khi mình hàng ngày mình cứ đọc tin tức, mình cứ nghĩ người ta nói ồ cholesterol nhiều là cholesterol là xấu, cholesterol là xấu. Thực sự ra nó có tốt phần tốt trong đó. Mình cái gì mình ăn uống điều độ thôi thì nó sẽ tốt cho cơ thể của mình. Mình đừng có kiêng cự quá. Đặc biệt nhiều khi mình ăn kiêng cự quá mà cơ thể mình khỏe mạnh, mà mình ăn kiêng cự quá nhiều khi từ cái khỏe mạnh đó nó có thể đưa qua mình bị mang những cái bệnh khác. Thiếu energy. Thưa bác sĩ, thì Thanh Thúy được biết máu là gồm có những cái thành phần là oxy và chất dinh dưỡng, và những cái thức ăn mình đem vào cơ thể có thể chuyển hóa thành đường để mà hấp thụ vào vào não. Thì cái đường đó gọi là glucose, mà theo mọi người biết đó là ví dụ mình có đường cao và đường bị thấp đường, thì cái đó có ảnh hưởng gì đến não không bác sĩ? Cái glucose là một cái thành phần rất là quan trọng cơ thể mình, bởi vì glucose, nhờ có glucose nó đưa ra cái năng lượng. Năng lượng cũng có thể lấy ra từ chất mỡ hay là lấy ra từ tinh bột. Tuy nhiên cái trong máu mình là cái glucose là thành phần chính để cho nó đưa ra cái năng lượng cho não bộ mình hoạt động hay là cho bắp cơ mình hoạt động. Tuy nhiên cái glucose mình mà nhiều khi nó cao quá, lượng đường máu mình nó cao quá đó, thì nhiều khi cũng có thể là làm tổn thương đến não bộ, hay là làm cho những người như là bị bệnh tiểu đường, hay và có những quý vị mà nhiều khi cái glucose, cái lượng đường mà nó thấp quá đó, nó xuống thấp đột ngột quá đó, thì nhiều khi cũng có làm mình bị ngất xỉu nữa, não bộ không có năng lượng để hoạt động thì nhiều khi mình đưa đến cái ngất xỉu. Chị Thanh Thúy thấy các bác mà bị tiểu đường đó, nhiều khi đo thì thấy đường nó cao quá, rồi nhiều khi một ngày nào đó dựa ngày tự nhiên thấy đường nó xuống một cách đột ngột. Cái đường cao nhiều khi không có nguy hiểm bằng cái khi đường nó xuống, bởi vì khi đường xuống mà là làm cho có những người bị ngất xỉu hay là có thể đưa đến cái tử vong, bởi vì não bộ mình không có đủ năng lượng nữa đó, thì nhiều khi có thể làm tổn thương đến não bộ. Khi mà mình cảm thấy là mình bị chóng mặt, choáng váng, có nhiều người nghĩ là mình bị xuống đường thì có thể là bị đường cao phải không bác sĩ? Thực sự chóng mặt, nhức đầu hay là xâm soạn nó có nhiều cái lý do khác nhau. Mà nếu mà mình mà bị mà
mình đã mang bệnh tiểu đường rồi đó, mà mình một ngày nào đó tự nhiên đùng một cái mình bị xâm xoàng mặt mày như vậy đấy, thì phần đông có thể là do đường mình nó xuống thấp quá thì mình mới bị như vậy. Thế lượng glucose bao nhiêu mới là đủ để mà nuôi Thường dưỡng thường não bình ạ? thường á, khi mà mình nhìn đói đó thì đo máu thì thường thường mình phải dưới 100, cái số là dưới 100. Còn mà nếu mình nằm từ 100 đến 125 đó, thì mình nằm trong cái dạng bắt đầu chuẩn bị là bước qua cái dạng tiểu đường rồi, coi như là mới giai đoạn mà chuẩn bị là cơ thể mình đó kêu là không có được bình thường cho lắm. Coi như là hàng ngày mình làm sao mà mình khi bật đi khi khi bụng đói đó, mình thử đường mà đường nó trong máu mình mà dưới 100 thì là tốt. À, vậy thưa bác sĩ, thì nếu mà không may người thân của mình hoặc là ngay chính mình bị bệnh tai biến mạch máu não, mình sẽ làm gì bác sĩ? Việc đầu tiên thì việc đầu tiên mình nên làm là mình phải bấm 911, mình phải gọi xe cấp cứu tới, bởi vì nếu mà mình càng trễ đó thì cái sự tử vong nó sẽ càng cao, hoặc là cái sự tàn phế bệnh viện sau này nó sẽ cao hơn. Mình càng vào bệnh viện càng sớm đó, thì cái sự phục hồi nó sẽ mau chóng và cái sự tổn thương não bộ nó sẽ ít đi. Mình nên nhớ một điều thì não bộ mình chỉ cần thiếu oxy hoặc là dinh dưỡng từ 3 đến 5 phút não bộ sẽ bị tổn thương. Và thành thử khi mà quý vị bị hay là những người thân trong gia đình bị thì mình nên gọi 911, và sau khi đó mình nên để người bệnh nhân nằm xuống nghỉ, không nên cử động nhiều, và nên giữ cho người ta ở trạng thái thoải mái, relax. Mình nên nói chuyện với người ta, và nếu được mình có những cái khăn đó, mình lấy nước đá mình để trên cái khăn mình cuốn lại và mình để đắp lên cái đầu người ta để cho cái cơ thể thân nhiệt người ta xuống thấp xuống một chút xíu. Hay là mình đặc biệt trong thời gian đó mình không nên cho người ta uống nước hay là cho ăn một cái gì, bởi vì tại sao? Bởi vì không may mà người ta bị tai biến như vậy mà nhiều khi mình cho uống nước vào hay là mình ăn một cái gì đó đó, có thể người ta bị choke, coi như là bị nghẹt ở cổ họng, hay là nước vào nhiều khi uống có thể nó chạy xuống phổi của mình. Thành thử nên để cho người bệnh nhân nằm nghỉ, mình nói chuyện dịu cho người ta ở trạng thái được relax, được thoải mái, và mình gọi 911. Và khi xe cứu thương tới đó thì người ta có thể đưa bệnh nhân vào bệnh viện để người ta khám và người ta điều trị. Thì thấy là có một vài người bị bệnh tai biến mạch máu não mà người ta bị bất tỉnh và rơi vào trạng thái Hôn hôn mê. mê. Như nhớ người là người thực vật, các bác sĩ có thể cho khán giả biết cái người thực vật là như thế nào không? Người thực vật là có nghĩa là cái não bộ, cái vùng mà nó điều khiển cái conscious của mình, nó điều khiển cái sự tỉnh táo của mình nó không hoạt động nữa. Có nghĩa là những cái bộ phận ngũ tạng lục phủ vẫn hoạt động bình thường. Tay chân không có thể cử động được, người ta chỉ nằm một chỗ thôi. Có nghĩa là thực vật là có nghĩa là mình không có cảm xúc được nữa, mình chỉ nằm một chỗ như vậy. Tuy nhiên cái não bộ vẫn hoạt động, một cái phần nào đó vẫn hoạt động, mà cái vùng mà nó điều khiển cái sự tỉnh táo của mình nó mất đi thôi. Thành thử có những người thực vật là người có những người nằm nhiều khi cả đời, nằm một vài năm nhiều khi người ta tử vong luôn. Tuy nhiên có những người bị tình trạng hôn mê, mà như có những người bị tai biến mà một thời gian sau, 1-2 năm sau tự nhiên người ta tỉnh dậy, thì đó là một cái những cái đó là một cái miracle mà nhiều khi trong y khoa người ta cũng không giải thích được. Mà lý do chính tại sao gây ra cái trạng thái hôn Ở mê trạng đó thái ạ? như hồi nãy mình có nói sơ qua đó, cái não bộ của mình là có những cái vùng nó điều khiển có chức năng khác nhau, thì nếu mà không may mà có những người bị mà nằm cái vùng mà nó điều khiển cái sự tỉnh táo của mình, cái conscious của mình đó, thì người ta sẽ không biết gì hết, người ta sẽ nằm một chỗ như vậy thôi. Thì tùy theo cái vùng mà người ta bị tai biến thôi chị. Mà đa số phần trăm đó là những người thực vật là họ sẽ tử vong hay là bao À, nhiêu phần trăm có thể tỉnh lại ạ? thì thực sự ra khi mà bị những thành tai biến mà thành người thực vật như vậy đó, thì phần đông thì làm cho cái thân xác người ta càng ngày càng bị xuống 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 sức đi, và có thể là một giai đoạn có thể đưa đến cái tử vong. Cái tử vong nó rất là cao. Như hồi nãy tôi nói qua đó, thì nhiều khi cũng có những cái miracle, có những cái điều kỳ diệu có thể xảy ra mà nhiều khi khoa học nhiều khi không biết được. Có những người nằm nhiều khi 2-3 năm trời tự đùng một cái tự nhiên người ta tỉnh dậy, thì thực sự ra thì cũng rất là khó mà nói. Anh có một câu hỏi thì muốn hỏi thêm bác sĩ, thì những người mà hút thuốc các bác sĩ thì thường bị tai biến mạch máu não cao là do cái chất thuốc có cái chất nicotine. Cái chất nicotine nó hoạt động như thế nào và trong trong máu Thực và sự làm ra sao cái bị nicotine thì nó làm cho mình bị nghiện. Cái chất nicotine thì nó làm cho người ta bị nghiện thuốc, làm cho não bộ mình thiếu nicotine tự nhiên cảm thấy thèm thuốc. Thực sự cái vấn đề mà người ta bị hút thuốc nhiều, bị mà thường dễ đưa đưa đến tai biến đó. Như là theo nghiên cứu cho thấy rằng là những người mà hút thuốc là tỷ lệ bị tai biến là gấp 2 lần những người không hút thuốc đó. Thì bởi vì khi hút thuốc vào nó tạo ra những cái
free radical, những cái nguyên kia là những cái phân tử tự do đó, những cái free radical này nó sẽ nó chạy trong máu mình đó, và nó bám vào những thành động mạch. Thường thường cái thành động mạch mình nó rất là trơn trui, nó khó mọi vật đi qua rất khó bám vào, mà không may mà những cái free radical này, những cái phân tử tự do này nó bám vào đó đó, thì nó làm cho mình bị xơ thành động mạch đi. Và khi thành động mạch bị xơ đó thì máu đi qua, cholesterol đi qua, nó dễ bám vào, và khi nó bám vào như vậy làm cho mình cái thành động mạch sẽ cứng, và lâu ngày khi nó cứng dậy đó và nó sẽ hẹp lại, và khi nó hẹp lại thì mình dễ bị bệnh tai biến này, thưa chị. Và những người mà hút thuốc á bác sĩ, khi người ta không thích ăn ngọt đúng không với bác sĩ, thì nhớ rất có thể là nó thiếu cái chất glucose phải không ạ? Thường thường những người hút thuốc thực sự ra, bởi vì người ta hút thuốc và cái não bộ người ta đã qua cái trạng thái người ta nghiện rồi. Họ không muốn người ăn, ta có thể là họ không muốn ăn nhiều. Người ta bởi vì cái có thể là cái chất nicotine nó làm cho suppress nó về, nó đè nén cái appetite của mình, nó đè nén cái sự thèm muốn của mình nữa rồi. Tuy nhiên, có những người nói là tôi có thể nhịn ăn được nhưng mà tôi không thể nhịn hút thuốc được, thì cái điều đó có nghĩa là người ta đã dùng, nhiều khi hút thuốc lâu ngày quá và cái não bộ nó đã quen rồi, nó nghiện rồi. Tuy nhiên không có cái gì là không thể được, nếu mà mình chịu khó mình bỏ từ từ, thay vì một ngày mình hút một gói thuốc, ngày mình hút 20 điếu, thì bây giờ mình giảm xuống, ngày mình hút 19 điếu, ngày sau mình hút 18, rồi mình giảm từ từ xuống thôi, chứ mình đừng có bỏ một cách đột ngột, bởi vì nếu mình bỏ một cách đột ngột nhiều khi nó làm cho cơ thể mình chịu không được. Lý do tại sao thấy họ như vậy, thì có nhiều người bây giờ phụ nữ mà người ta muốn diet á, rồi người ta tập thành hút thuốc, thì người ta nghĩ là hút thuốc sẽ làm cho mình không muốn ăn. Không muốn mà diet thì mà hút thuốc thì điều đó tôi khuyên không có nên, bởi vì hút thuốc nó không những đã hại cho sức khỏe của mình, nó làm hại đến tim mạch của mình, mà nó hại rất là nhiều, nó ảnh hưởng đến cái sinh lý trong cơ thể của mình nữa. Muốn giảm ký thì mình phải nên ăn uống, mình giảm cái lượng đường, giảm cái tinh bột, và mình nên exercise là điều quan trọng nhất. Bởi vì có những quý vị mà nhiều khi nói rằng là tôi exercise hàng ngày mà tại sao tôi vẫn lên ký, bởi vì nhiều khi cái lượng mình ăn vào mà nó nhiều hơn cái lượng năng lượng mình đốt đi đó, thì mình sẽ dư ký thôi. Cái quan trọng nhất là ăn ít lại, đặc biệt tinh bột. Có những người nói là tôi không ăn ngọt, tôi không ăn chất béo, mà tại sao mà tôi lại ăn bánh mì rất là nhiều, ăn cơm rất là nhiều, mà tại sao tôi lại bị mập? Bởi vì tinh bột nó sẽ đưa qua đường, và đường dư đó thì nó sẽ đưa qua chất mỡ. Thành thử mình nên giảm thay vì một bữa mình ăn 2 chén cơm, thì bây giờ mình cắt giảm lại, mình ăn 1 chén cơm thôi, mình ăn thêm nhiều rau quả, bởi vì cái rau nó sẽ tốt, nó cho nhiều cái khoáng chất trong cơ thể mình, nó có nhiều vitamin, nó giúp cho cái có lợi cho sức khỏe của mình nữa. Và những người mà bị béo phì thì thường có nguy cơ bị tai biến mạch máu não nhiều hơn những người mà đúng da. Dạ đúng thưa chị, bởi vì cái bệnh béo phì đó thì nó mà mình nên nhớ một điều là béo phì ở nước Mỹ này, nó tỷ lệ béo phì là hết 33 đến 34%, có nghĩa là cứ 3 người thì có 1 người bị bệnh béo phì. Cái béo phì nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý trong cơ thể của mình. Có những người bị béo phì mà làm cholesterol cao, đường cao, mỡ cao, thì nó dễ đưa đến cái bệnh tim mạch, hay là nó đưa đến cái bệnh tai biến. Đó là lý do mà quý vị mà không may mà mình bị gain weight hay là mình bị béo phì, thì mình nên ăn uống mình kiêng cự lại. Có nghĩa là mình ăn, thay vì một ngày á mình ăn cỡ 2000-2500 calorie, nhưng mà bây giờ mình giảm xuống, mình ăn có thể 800 calorie thôi. Có nghĩa là mình nên ăn nhiều cái chất dầu, nhiều cái rau quả, hay là mình nên ăn thịt mà thịt nạc, mà mình nên ăn cá nhiều rất là tốt trong cơ thể của mình. Đặc biệt cá nó có nhiều cái omega 3, nó sẽ làm tốt cho tim mạch của mình nữa. Và ăn như thế nào cho đúng thì tốt nhất quý vị nên tham khảo với một người chuyên môn trong lĩnh vực về dinh dưỡng trị liệu, thì người ta có thể giúp cho quý vị, người ta sẽ coaching mình, người ta sẽ chỉ cho mình ăn như thế nào để cho mình có thể xuống cây ký mà healthy, cảm thấy khỏe mạnh trong. Thì nếu mà mình bị tai biến mạch máu não thì cách chữa trị, bác sĩ có thể cho sự khác biệt giữa chữa trị đông y và tây y như thế nào ạ? Thì cái đông y thì nói đến tây y trước đi. Thì thường thường khi một người bị tai biến vào bệnh viện thì người ta
người ta chụp MRI hay là CT scan cái não bộ, coi thử tình trạng bị tổn thương nặng hay không, và sau đó người ta có thể cho thuốc uống, làm có thể là tan mỡ bầm, hay là có thể là điều khiển control cái lượng huyết áp người bệnh nhân xuống lại, stabilize ổn định cái tình trạng của người bệnh nhân, và sau đó người ta đưa bệnh nhân về nhà qua những cái khoa, gặp những bác sĩ chuyên môn về vật lý trị liệu để người ta làm rehab vật lý trị liệu, để cho mục đích nó làm cho cơ mình không bị teo, làm cho thần kinh mình nó được từ từ nó được kích thích, và hy vọng một ngày nào đó nó phục hồi. Và trong khi đó là người bệnh nhân theo dõi với bác sĩ gia đình để cho người ta coi thử huyết áp mình có tốt hay không, hay là đường trong máu mình có cao hay không, cholesterol có cao hay không, mỡ máu mình có cao hay không, và người ta sẽ theo dõi theo bác sĩ của mình để người bác sĩ monitor người bệnh nhân một thời gian để coi tình trạng có tiến triển tốt hay không nữa. Và nói đến cái lĩnh vực đông y thì cái liệu pháp mà điều trị bằng đông y nó cũng có rất là hiệu quả, đặc biệt cho những người bị tai biến, ví dụ như là châm cứu là một cái hiệu pháp tốt để làm kích thích thần kinh, làm cho kích thích những bắp cơ, làm khí huyết được lưu thông được, làm cho người bệnh nhân mau phục hồi. Trong khi đó phối hợp với dược thảo hay là phối hợp với thuốc bắc, thì cái thuốc bắc nó sẽ làm cho cơ thể mình nó được mau phục hồi hơn, làm bồi bộ ngũ tạng lục phủ, bồi bộ cơ thể mình, thì khi đó cái sức khỏe mình, cái sự phục hồi nó sẽ mau chóng hơn. Hay là trong đông y có một cái khoa nữa, đó cái khoa về tập khí công hay là khoa tập về tai chi, thái cực quyền, thì đó là những cái phương pháp mà tập nó rất là nhẹ nhàng và nó có hiệu quả, không những hiệu quả cho những người tai biến và có hiệu quả đặc biệt có những quý vị các bác mà lớn tuổi đó, mà sau này có những nghiên cứu người ta cho thấy rằng là những quý vị mà tập tai chi thì sau này khi mình lớn tuổi đó, mình cái mai của mình, cái não bộ mình nó hoạt động, cái mai mình vẫn còn rất là minh mẫn, trí óc mình vẫn rất là minh mẫn, và mình đi đứng không có bị té nữa. Thì tôi hy vọng một ngày nào đó thì cái ngành đông y và tây y được phối hợp với nhau để giúp cho những người bệnh nhân, không nhận là những người bệnh nhân bị tai biến và những người bệnh nhân bị những cái bệnh khác nữa, thưa chị. Thì phòng bệnh không bằng chữa bệnh, thì bác sĩ có cái lời khuyên nào để mà khuyên những người mà hiện giờ đang còn trẻ và phải giữ gìn sức khỏe của mình để mà tránh cái căn bệnh mà gây tử vong cao như thế này? Cái lời khuyên thì thứ nhất là ăn uống, thứ hai tập thể dục, và thứ ba phải giữ tinh thần mình luôn luôn được thoải mái, được relax, không được căng thẳng quá. Thì bây giờ nói đến ăn uống thì mình ăn như thế nào? Thì ăn uống thì như hồi nãy tôi có nói sơ qua đó, mình phải ăn nên giảm lượng cholesterol. Mình nói giảm thôi chứ mình không có kiêng luôn nha, bởi vì mình kiêng mình cơ thể mình rất cần có cholesterol nữa. Hay là mình giảm chất béo, mình nên ăn nhiều rau quả, và đồng thời có những nghiên cứu người ta thấy rằng là quý vị có thể ăn những cái rau xanh hay là cái cần tây cũng rất là tốt để làm giảm cái huyết áp của mình. Hay là người ta có những người nói rằng là mình có thể ăn một ngày một muối tỏi, nó sẽ tốt cho tim mạch của mình nữa. Và nên tập thể dục, exercise thì tùy theo cái tình trạng sức khỏe mình như thế nào, cho phép ở cái trạng thái nào, ở tình trạng nào. Ví dụ như các bác lớn tuổi thì nên đi bộ là được rồi, không cần phải chạy nhảy, bởi vì chạy nhảy nó rất là nguy hiểm, nó dễ bị té, dễ bị chấn thương. Còn mà các quý vị mà còn trẻ, cái độ tuổi từ 20, 30, 40 thì mình nên tập exercise, mình đi bộ, hay là mình có thể mình chạy hay là đạp xe đạp, hay là tập những cái lớp aerobic để nó sẽ tốt cho cơ thể của mình. Và những quý vị mà đi làm mà nhiều khi bị căng thẳng thần kinh quá đó, bởi vì căng thẳng thần kinh thì nó thường nó làm cho huyết áp mình dễ gia tăng, không những thằng căng thẳng thần kinh nó làm huyết áp mình gia tăng, và đồng thời nó làm cho ảnh hưởng đến cái immune system của mình, làm cái hệ đề kháng của mình nó bị suy giảm nữa, và làm cho mình dễ bị gây bệnh. Không những từ căng thẳng nó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý, nó có thể đưa đến những bệnh ung thư, làm cho ảnh hưởng đến về bệnh sinh lý trong cơ thể của mình. Thành thử quý vị luôn luôn phải giữ cho cái tinh thần mình được relax, được thoải mái. Làm thế nào được cho được thoải mái, được relax, thì mình có những cái phương pháp như là tôi thấy rẻ tiền nhất là tập exercise, hay là tập những cái phương pháp như là khí công, tập tai chi, thái cực quyền, hay là mình đi ngồi thiền, meditation, thì đó là những cái phương pháp tốt để cho giúp cho mình có sống được khỏe mạnh hơn và healthy hơn. Cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, để biết thêm thông tin về căn bệnh tai biến mạch máu não, xin vào trang web taibienmachmaunao.com. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Talk Show Y khoa tổng hợp lần tới.
Tôi là bác sĩ chỉnh hình và châm cứu Trần Quốc Phu. Kính chào quý vị khán giả Việt Face TV. Chào chị Thanh Thúy. Cảm ơn quý vị.